Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhìn trên ảnh mây vệ tinh, một lớp mây vẫn bao trùm lên toàn khu vực Bắc Bộ và mưa rào và dông thì tiếp tục xảy ra rải rác. Trong đó thì vùng ven biển như Quảng Ninh, khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận thì còn có mưa vừa đến mưa to, có nơi có mưa rất to, thể hiện là vùng màu xanh và màu cam ở trên ảnh mây vệ tinh. Như tại thủ đô Hà Nội thì mưa cũng xuất hiện trong trưa nay, song với lượng mưa phân bố không đều. Một số nơi ghi nhận được lượng mưa lớn như tại khu vực Cầu Giấy là 64,9 mm, Thường Tín là 55 mm hay Hoài Đức là 53 mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn đã làm một số tuyến phố bị ngập úng cục bộ và ảnh hưởng phần nào đến giao thông của người dân. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, với quá trình lấn dần của khối không khí biển, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam hoạt động mạnh hơn và mưa dông thì còn có xu hướng tăng hơn về cường độ tại các tỉnh thành miền Bắc. Thời gian mưa lớn tập trung trong đêm nay và sáng mai. Đến trưa chiều mai thì mây giảm hơn nhưng mà đôi lúc thì vẫn có mưa rào và nhiệt độ thì chỉ dao động từ 28 cho đến 31 độ, mức nhiệt khá dễ chịu. Dự báo đợt mưa này còn kéo dài đến sáng ngày 22 tháng 7. Cùng với đó thì một số đập thủy điện tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy nên người dân cần theo dõi cập nhật thông tin để có kế hoạch sản xuất phù hợp. Lui xuống với khu vực Trung Bộ, trong đêm nay và ngày mai trời cũng nhiều mây hơn. Dự báo dọc theo các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế thì sẽ có mưa rải rác xuất hiện vào thời điểm về đêm và sáng. Trong khi đó, với khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thì mưa dông có xu hướng lui về chiều và tối. Vào ban ngày thì trời tạnh ráo hơn, đôi lúc có nắng gián đoạn, nên nhiệt độ tại miền Trung thì vẫn chưa tăng cao, với cao nhất ngày thì dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Điểm dừng chân cuối cùng là các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Do chịu ảnh hưởng chính của trường gió Tây Nam có cường độ trung bình nên mưa dông thì vẫn xuất hiện vào chiều tối tại đây. Cá biệt có những điểm mưa vừa mưa to tập trung ở tại phía Nam Tây Nguyên như Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh. Vào ban ngày thì trời đôi lúc giảm mây và vẫn có những khoảng nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều tại khu vực Tây Nguyên ở vào mức 28 đến 31 độ và trong khoảng 30 đến 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Chuyển sang với những thông tin thời tiết biển. Ở tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa đến Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa thịnh hành gió Đông Nam ở phía Bắc và Nam đến Tây Nam ở phía Nam với cường độ trung bình. Tuy nhiên, thì mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi và cần phải đề phòng với tố lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông. Như vậy, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì mưa, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông, tập trung vào lúc chiều, tối, đêm và sáng. Trung Bộ thì có mưa rải rác, trưa chiều có nắng gián đoạn. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa rào rải rác, có dông, tập trung vào lúc chiều, tối và đêm. Đến đây thì bản tin thời tiết tổng hợp ngày 19 tháng 7 của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.